Năm 2021, thành phố giao quận Hải Châu thực hiện thu ngân sách trên 940 tỷ đồng, bằng 54% dự toán của năm 2020 và tăng 7% so với số thu thực tế đạt được năm 2020. Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu xác định năm 2021 sẽ là năm hết sức khó khăn khi phải thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra với nguồn lực thấp hơn năm 2017. Năm 2021, trước dự báo dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn khó lường, quận Hải Châu đặt ra mục tiêu cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tập trung ưu tiên phòng chống dịch. Đồng thời, có các chính sách giải pháp giảm thiểu tác động của dịch, từng bước đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong năm 2021. Tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 diễn ra chiều nay, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu đặt mục tiêu doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 9-11%, khai thác thủy sản đạt 4.093 tấn, tổng thu ngân sách đạt 942 tỷ đồng, tổng chi ngân sách đạt hơn 732,7 tỷ đồng, giải quyết việc làm khoảng 8.000 lao động, số hộ nghèo còn lại đến cuối năm là 250 hộ, giảm trong năm 245 hộ.